Có một vấn đề đây, anh là có con rồi. Dạ có con không sao, tại vì em là giáo viên tiểu học mà em rất yêu con nít. Có giờ bao giờ đánh con không? Dạ cũng có. Con có đồng ý cho cô và ba con đến với nhau không? Dạ không đồng ý. Mời đàn trai xuất hiện. Và bây giờ xin mời đàn gái bước ra sân khấu. Rồi, mời chúng ta giới thiệu về mà lý lịch trích ngang của mình. Dạ, em chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ, em tên là Văn Quốc Toản, sinh năm 1983, quê em ở Cà Mau. Hiện tại em làm công việc ở quận 3. Công việc của Toản là gì? Dạ, em kinh doanh bên nhà hàng khách sạn, em là chủ. Em chỉ tới lui em coi thôi chứ em không có trực tiếp em làm. Rồi, bây giờ mời chị mình giới thiệu về bản thân nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào khán giả trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Thì em tên là Võ Thị Lan Anh, hiện tại đang công tác tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình. Năm nay em 36 tuổi và nhà em cũng hiện tại em đang ở Tân Phú, giáp Tân Bình. Em xin lỗi, em quên chào anh bên kia. Dạ, dạ em chào anh ạ. Anh chào em. Dạ. Mình có ưu điểm gì hả Toản? Em thì cũng nói chung em biết làm bông với mà em biết nấu ăn rồi. Có cái là khi em hay nhậu nhẹt công việc em thì thường xuyên gặp khách rồi em cũng thường xuyên hay nhậu. Cái đó bớt đi nha. Nhậu nhiều quá không tốt sức khỏe. Dạ mời chị mình nói về ưu điểm khuyết điểm nè. Về ưu điểm của em thì là em nhiệt tình trong công việc, rồi yêu trẻ, biết nấu ăn, biết làm thơ, biết hát. Nói về khuyết điểm thì em có thể là đôi khi cũng hơi nóng tính và cũng hơi thẳng thắn quá. Khi mà em mà nóng tính một tí xíu thì em cũng mong là cái người ấy á dịu lại. Còn nếu như mà người ấy không dịu thì em dịu. Mình hát bài cho nó vui gì đi ha đàn gái ha. Dạ. Anh gì ấy ơi, em biết anh ở Cà Mau á, chắc anh hát hay hơn em nhiều. Anh cũng không biết hát nữa em. Mừng quá anh không biết hát, em hát có lỡ sai nhịp sai gì anh cũng đừng buồn nha. Anh hỡi anh ơi, em với anh bây giờ, hai đứa hai bên rồi biết bao giờ chúng ta gặp nhau. Nhưng ai biết đâu chương trình truyền hình khiến ta thành đôi. Thôi thì trông chờ Quyền Linh bên đó, Nam Thư bên này và mọi người ở dưới kia. Em đây cảm ơn thật nhiều chương trình kênh Tống Xe Duyên, cũng như cảm ơn gia đình bạn bè đã đến đây. Thì thôi ta bấm nút nha anh, để cho sum vầy đôi bên. Dạ hết rồi anh. Trời ơi, xuất sắc. Hát vậy mà nói là hát dở, hát không hay. Trai cảm nhận thế nào? Bạn hai gái hát rất là hay anh. Hay hả? Giờ mình hát thử coi. Dạ, em thì em hát được một câu thôi. Rồi. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu mẹ quay ngang rồi bao. Thằng Tâm cái tính nó cọc càng, sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp. Nên bà cứ dùng vàng chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu chân. Làng xóm bàn tới bàn lui anh buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua chạm hội, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Được rồi. Rồi, hai người hát nó cũng vui. Vui. Em đã trải qua những cái mối tình thế nào rồi? Đi học xong thì em nghỉ học, em lên Sài Gòn em làm. Về thì có mấy tháng là em đi coi vợ, em cưới vợ em luôn. Nên em không có trải qua mối tình nào hết. Hai người chung sống 11 năm mà thấy không có tình cảm nên mới chia tay. Có mấy đứa con? Dạ, có một bé gái hôm nay 10 tuổi anh. Lý do gì mà 11 năm mà cũng phải chia tay vậy? Tánh người thì gì, tánh người khác nên không có hợp nên chia tay. Rồi con gái 10 tuổi ở với ai? Dạ ở với em. Ở với quê, với học với quê với bà nội. Thì mới nghỉ hè em rước lên đây được khoảng hơn tháng. Ôi chia sẻ với em điều đó ha. Chị chia sẻ về tình duyên của mình ha. Về đường tình duyên thì thật sự là em cũng đã lập gia đình rồi, cũng chưa có con gì hết. Thì em cũng chia tay với lại chồng em cách đây cũng 4 năm. Thì nói về lý do chia tay thì thật sự là hai người có thể là không tìm được tiếng nói chung. Trong 4 năm đó không có ai tiến tới hoặc là không có ai tán tỉnh mình hay sao chị? Nói chung là trong 4 năm đó thì cũng có. Giả sử như hai người ta tìm hiểu mình đi, rồi mời đi uống cà phê. Cái bữa đầu đi thì cũng như thủ tục gì đó, cũng hỏi thăm làm quen rồi đó. Cái qua bữa thứ hai, cái ngồi cũng uống cà phê, cái tự nhiên người ta có thái độ mà vui lắm. Không biết là bây giờ còn không, nhưng mà cái thời của Lan Anh đó là uống xong đó, em ơi anh mệt quá, cái bài này quen quá, anh muốn đi ngủ. Cái lúc đó Lan kêu vậy thôi anh về anh ngủ đi, là coi như xong rồi đó. Dạ. Hoặc là người ta không hỏi anh đi ngủ nữa mà nói là em ơi anh muốn có một cái không gian nào đó chỉ có hai đứa mình thôi. Tự nhiên cái đang nói chuyện mới quen bữa đầu bữa sau, tự nhiên người ta đưa ra một cái hướng mà cảm thấy có thể là người ta nghĩ mình đã từng lập gia đình rồi, người ta nghĩ mình dễ dãi như thế nào đó, cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị dị ứng. Em muốn một người yêu thế nào? Biết lo cho gia đình, lo cho chỉ là bây giờ em đã lỡ một lần rồi, em còn phải có một bé gái theo em á. Nếu mà thương em á thì cũng phải thương con em và biết lo lắng cho con em, không có nên mà béo quá. Không mập quá hả anh? Nói chung cao thì tầm khoảng 1m50 trở lên mà không có quá cao được. Vậy còn chị Lan Anh, một cái hình mẫu mà chị mong muốn là gì? Em mong muốn cái mẫu người của em cũng hơi giống anh Quyền Linh cũng được. Chủ yếu là biết quan tâm tới gia đình rồi xã hội. Anh này anh cao hơn Quyền Linh luôn á. Anh hiền hơn Quyền Linh luôn. Ít nói hơn Quyền Linh luôn, được không? Dạ được, nhưng nói chung em chỉ sợ em không đạt tiêu chuẩn anh đưa ra thôi. Em thì có 1m50 thôi. Không nói sao thôi, chị, cái đó cũng là tiêu chuẩn thôi. Dạ em chào anh. Chào chị. Anh ghét điều gì nhất ở phụ nữ? Có gì thì giờ hai người cùng nói nhau chứ không có gì mà để mỗi cái là phải giấu không nói với nhau rồi tới sau xảy ra chuyện mới nói. Anh hiền quá, em không biết hỏi gì luôn. Bây giờ anh ngồi anh nhút nhát anh còn run rồi đúng không? Chị cảm giác mang lại rất là ấm áp. Chào đàn gái, dễ thương quá, nụ cười tỏa nắng. Có một vấn đề đây, anh là có con rồi. Dạ có con không sao, tại vì em là giáo viên tiểu học mà em rất yêu con nít. Rồi được đó. Chị Lan Anh hôm nay chị đi với ai? Hôm nay em đi với lại mẹ, rồi sếp của em, rồi đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, có đủ rồi. Dạ xin chào hai anh chị Quyền Linh và Nam Thư. Dạ chào cô ạ. Chương trình. Dạ cô thấy là hiền, chân thật, là cái mẫu người mà gia đình cũng mong muốn. Cũng được. Chắc là mình phải gặp học sinh của cô Lan Anh. Dạ xin chào chú Quyền Linh và xin chào chị Nam Thư. Dạ con. Cô con thật sự là một người rất là thẳng tính. Cô là một người rất là cá tính. Và thật sự là cô là một cô giáo rất là thú vị. Vậy con có ủng hộ cô với chú không? Dạ con cũng hoàn toàn ủng hộ ạ. Con có muốn cô đi lấy chồng không? Dạ muốn. Bây giờ mình gặp đàn trai đi. Dạ em đi với cháu em với con em. Con tên là gì? Con tên gì? Con tên Chúc. Con cảm nhận gì cô Lan Anh sao? Thấy cô Lan Anh hiền. Bao giờ đánh con không? Dạ cũng có. Đánh mạnh không? Dạ không. Chị có muốn nói vài câu gì với bé Trúc không? Nói chung là cô chào con, chào luôn cả cháu của anh Toản. Con có đồng ý cho cô và ba con đến với nhau không? Dạ con đồng ý. Rồi con thấy cô sao? Dạ cô hiền. Cô hiền hả? Dạ. Nếu cô nói với con là cô không có hiền, con tin không? Nói chung là nếu như cô và ba con có đến được với nhau thì cô hy vọng rằng cô sẽ yêu thương con và con cũng sẽ yêu thương cô giống như là mẹ của con, được không? Dạ. Cảm ơn con gái. Cảm ơn chị. Trời cháu, con lớn này con nhìn thấy con thì con thấy cô dễ thương với lại thân thiện. Cậu con hiền không? Dạ hiền. Cậu con có mấy người đẹp bu xung quanh không? Dạ cũng có. Con có thấy cậu con nắm tay cô nào không? Dạ không. Cậu con kêu mấy người kia bằng gì? Bạn. Cậu con có em gái mưa không? Dạ không. Còn bây giờ trách nhiệm thuộc về hai người, chúng ta mở rào. Bắt đầu đi Toản. Anh chào em. Nay đến chương trình nên có làm 2 món quà anh để tặng cho em. Rồi, em rất cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương và rất là đẹp. Trời ơi, anh khéo tay quá nè. Dạ, thì để đáp lại cái tình cảm anh dành cho em, đây là một cái cuốn sách với tựa đề là Hiểu về trái tim. Anh gặp em rất là vui. Chưa khi mở gào á, anh nghĩ em form nó đẹp, cái vậy mà khi mở gào ra em là rất là đẹp. Em cảm ơn lời khen của anh. Nên thương anh á, em cũng thông cảm cho anh. Tại vì thương anh phải còn thương con anh nữa. Thì những điều anh chia sẻ và em cũng nói rồi, em và anh có một cái điểm chung đó là phải biết quan tâm lẫn nhau. Đôi khi á, những cái cuộc điện thoại đến với em á, mình cũng không biết trước được, mà lỡ có yêu em thì đừng có ghen. Mình cũng phải nhìn nhận cái vấn đề nó rõ ràng một chút xíu để mình hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Anh thấy vậy được không? Anh chấp nhận, tại vì cái điện thoại, khi cái công việc làm ăn của mình á, công việc á, mình đâu có trách nhất cái chuyện đó được. Công việc của em là giáo viên, bận rất là nhiều, sáng tới chiều ở trường, về nhà nhiều khi cái công việc, rồi chuẩn bị giáo án. Nói chung là có thể là anh sẽ thấy em là một con người của công việc. Cái điều đó thì nói chung đối với anh nó không quan trọng. Tại vì cái công việc gia đình đó thì em bằng á, thì anh sẽ làm thay em được. Tất cả chuyện công việc của gia đình đó, ví dụ là dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn, rồi tất cả anh đều làm được hết. Em yêu trẻ, vậy anh có yêu trẻ không? Có chứ. Tại vì công việc của em là tập trung trẻ là chính. Lỡ mà em lên trường có những cái công việc em làm cho những đứa trẻ của em á, những lúc anh rảnh anh có thể giúp em không? Sẵn lòng giúp em. Cuối tuần em mới được nghỉ đúng không? Tuần không được nghỉ luôn hả? Dạ, em nói thiệt luôn không nghỉ đâu. Lý do là em dạy từ thứ Hai tới thứ Sáu, rồi thứ Bảy, Chủ nhật đôi khi tụi em phải đi học nữa. Có thể hẹn em đi uống cà phê hoặc là đi chơi mà vào buổi tối, bất cứ lúc nào anh vẫn đi được hết. Mà quan trọng là công việc em sắp xếp được là đi được. Dạ, anh cứ cho em một cái hẹn trước thì em sẽ cố gắng sắp xếp cái công việc em lại để chúng ta cùng có một cái buổi hẹn thú vị. Nhưng mà buổi thứ Hai thì đừng giống như em đã từng gặp. Tại vì em bị nhạy cảm với cái đó lắm. Rồi, cái đành thôi với em. Thì nói anh vô đi, em ngồi đây anh canh cho. Nãy em nghe con anh nó nói là anh có đánh bé đó. Rồi có khi nào anh giận anh đánh luôn em không? Không, ba bé thì nhầm khi có chuyện anh nói nó hơi lì, anh la nó không nghe thì anh giận quá rồi, anh kêu là anh quýnh vô đít một hai tay nhẹ thế, chứ anh đâu có quýnh con đâu. Mình có thể tặng anh ấy một bài thơ nào đó. Dạ được. Tôi với anh, hai người xa lạ, cùng tham gia bạn muốn hẹn hò, gửi trao nhau bao lời chưa nói, và ước mơ đã dệt bấy lâu. Hãy vững tin một ngày mai tươi sáng, bao gian khó rồi cũng sẽ qua. Ta dìu nhau đi về bến cuối, để đắp xây cuộc sống an bình. Dạ em hết rồi. Hay quá. Hay. Nếu thật sự yêu thương nhau mà cảm giác rằng đây là một mảnh ghép của mình sẽ ghép lại với nhau thì chúng ta hãy bấm nút. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng chị. Mình nắm tay nhau đi. Con có muốn lên sân khấu với ba với cô không? 5 người này chụp đám cưới luôn nè. 3 người mình sẽ là một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Sớm báo tin vui nha. Rồi thế thêm có nhiều thành viên nữa. Qua đây chú xíu nè. Con qua đây để ba con với má tương lai con. Hai người hôn nhau đi. Con xin phép cô cho con được hôn Lan nha cô. Hay quá. Được con gái. Diễn viên phải xem phim để tạo điều kiện cho anh chị đến với cụm rạp Cinebox 212 Chiến Thắng xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Mối tình gần nhất thì chia tay được khoảng hơn 2 năm rồi. Và do bạn nữ đó rất là cá tính, rất là hung dữ. Có quánh em không? Không quánh, nhưng mà nói chung là nói những lời như là không thích thì thôi. Nói vậy bình thường đâu có hung dữ. Chửi độn nữa. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Đức Hiển. Năm nay em 33 tuổi. Em hiện đang là nhân viên kỹ thuật tại công ty Intel. Và em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Hoài Chúc. Hiện nay em 22 tuổi. Em sinh sống với gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là sinh viên trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức. Năm nay năm cuối hả em? Dạ, năm cuối. Bây giờ chị hỏi lý do tại sao em tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình đang sinh viên năm cuối, trong trường cũng nhiều bạn bè, như là mới 22 tuổi à, đã ế đâu. Là em muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, với lại quen được bền lâu thì mình có cái thời gian để mà mình phát triển cùng nhau hơn. Dạ. Em gái ơi, em mới 22 tuổi, em nghe anh bên này giới thiệu ba tuổi. Em có thấy ngại gì không? Dạ, cũng không. Em thích quen lớn tuổi hơn nhiều hay là sao? Vậy em thích người lớn tuổi hơn, với lại nếu mà bề ngoài thì phải cao to hơn em. Cao to hay không một chút xíu nữa chị. Em ơi, lớn tuổi người ta chiều chuộng lắm em. Dạ. Lớn tuổi người ta dễ thương lắm em. Bởi vì mấy người quen lớn tuổi giờ xuống lắm. Chưa chắc à. Thiệt mà. Hồi phân giải. Bây giờ em giới thiệu chút xíu về bản thân mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em có điểm mạnh là người hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người, thích làm việc nhà, với lại làm những cái đồ handmade. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm mình là gì? Dạ, khuyết điểm em thì em không có biết chạy xe máy. Hả? Ủa rồi em đi học sao? Dạ, thông thường thì em đi bằng xe buýt, với lại nếu mà gần thì em đi bộ. Vậy hả? 22 tuổi ta tập chạy xe máy chứ ai để đi xe buýt hoài. Thì em thấy sau này mình không đi xe buýt thì mình đi xe hơi cũng được. Mình đi không đi xe máy mà đi xe hơi cũng được. Bên kia có chịu làm tài xế không? Sao bạn? Em có thể tập cho bạn đó chạy được mà. Được không? Được. Ưu điểm của bạn là gì? Em là người rất là vui tính. Em là người sống có trách nhiệm và rất là chung thủy. Tốt, quá tốt. Em cũng hay quan tâm tới bạn gái. Hay quan tâm bạn gái? Có quan tâm bạn trai không? Dạ không. Rồi, khuyết điểm là gì? Thì em có rất nhiều khuyết điểm. Em là người ít nói. Ít thiệt á, nói xong em ru luôn. Còn gì nữa không em? Rồi khuyết điểm gì nữa không? Em là người ít nói. Ít nói. Cầu toàn. Đó là cũng là ưu điểm, là khuyết điểm luôn đó. Và em hay chiều lòng người khác. Đặc biệt phụ nữ ha. Dạ đúng rồi. Phụ nữ thì luôn phải được trân trọng và nâng niu. Hay quá, câu này hay quá. Rồi, nhưng mà giờ anh bên đó là 33 tuổi rồi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Dạ em trải qua được 3 mối tình nhưng mà không có sâu sắc chơi. Mối tình gần nhất thì chia tay được khoảng hơn 2 năm rồi. Là do bạn nữ đó rất là cá tính, rất là hung dữ, cho nên em chịu không được. Gái hung dữ lắm hả? Dạ hung dữ lắm. Hung dữ nhất là lần nào? Anh chưa tưởng tượng được. Quánh em à? Có quánh em không? Dạ không quánh, nhưng mà nói chung là nói những lời như là không thích thì thôi, ví dụ vậy. Nói vậy bình thường đâu có hung dữ. Không thích thì thôi, đâu có hung dữ. Nói sao? Chửi lộn nữa, chửi lộn nữa. Chửi luôn á hả? Có chửi em nữa mà. Đuổi em về đi, đi về đi. Cũng đâu hung dữ đâu. Đừng tới đây nữa. Nhiều khi ta giận lên, ta nói thôi đi về đi. Còn gái không có là không. Đi về. Vậy đó hả? Đi về. Vợ ẹt, con gái kêu anh đi đi là anh ở lại. Nói tới 3 lần rồi. Nói 3 lần luôn. Có tài. Đi về, đi về. Đi về không? Đi về. Cũng đâu phải đâu chị nào mà hút xéo đó, đó mới là hung dữ. Trời ơi, vậy chắc tôi hung dữ dữ lắm luôn đó, giờ không biết tôi đuổi bao nhiêu người rồi nữa. Bạn mình chưa có dữ không hả? Dạ cũng có đôi chút mà. Đôi chút hả? Có khi nào nó đi về không? Dạ không, em thì em không có lớn tiếng. Em nhưng mà mối tình rồi mà em sẽ nghiêm. Dạ một mối tình. Một mối tình. Bao lâu rồi? Được bao lâu? Được 1 năm. Nhưng mà là không có hợp nhau về vấn đề tôn giáo. Em đạo gì em? Dạ em đạo Chúa. Đạo gì? Dạ em không có đạo à. Tốt. Rồi. Khỏe rồi em, khỏe rồi. Rồi khỏe rồi, bây giờ tới luôn đi. Tới người tình trong mộng đi. Rồi bây giờ em muốn Mậu tìm một người bạn trai như thế nào? Về bề ngoài thì anh phải cao to. Rồi em. Cao to, để lát qua coi. Dạ. Cao nhiêu, cao nhiêu? Dạ phải 1m65 trở lên, 1m7 thì tốt. Được, đó dễ mà. Về tính cách thì phải là người chân thành, trung thật. Em thì em không thích người hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không chơi. Không luôn. Như là mê gái quá em cũng không thích. Có mê gái không? Có ông nào nhận con mê gái đâu trời. Ngon lành. Trời. Ngon lành, cao cao hơi ngon nè. Tại ông ca mới 65 ạ. Bé 65 ngon. À cặp này 3322 cặp mình số cặp không ha. Ừ. Rồi mình ráng mình nuôi 2-3 năm rồi mình cưới luôn. Ủa hoa chị nào tiến tới hôn nhân được? Khi nào tình yêu đủ lớn á. Tình yêu đủ lớn hay cô này đủ lớn? Khoảng từ 1 năm tới 2 năm. Cứ về ở đâu? Dạ ở một là ở nhà em, hai là ở trong khu nhà em luôn, cũng có nhà nữa. Ở nhà em mà trong khu nhà em có nhà là sao? Dạ có 2-3 nhà đang cho thuê. Thấy chưa? À đang cho thuê rồi mình lấy lại mình ở phải không? Dạ, dạ. Mà nói nghe nè, ai xịt dầu thơm mà thơm dữ vậy? Ai xịt vậy? Dạ chắc em đó. Xịt sao mà đứng đây mà bát ngát dầu thơm luôn vậy trời, ác mua dầu thơm của tôi luôn á, hồi đó tôi chưa thấy ai vậy luôn á. Mai người ta gặp bạn gái tao phải xịt dầu thơm chứ. Chị hơi bị thính đó. Này chắc dầu dừa gì á. Rồi vậy thì mình có phải làm dâu không em? Cũng có chị. Có làm dâu. Mẹ có khó tính lắm không? Dạ mẹ em dễ và nấu ăn rất ngon ạ. Mẹ có dặn tìm mẫu người con dâu như thế nào không? Em mong đợi sẽ tìm được người bạn gái hiền, nữ tính, chân thành và hiện đại. Chị về chị hỏi cái vụ làm dâu chịu không? Làm dâu được không bé? Dạ nếu mà tình cảm đủ lớn thì cái vấn đề nó không quan trọng được mà, với lại em khéo tay nè. Anh sẽ qua ngon lành thăm đàn gái cái nha. Cho em đi với. Em đi với chờ chút đi. Ô, chào em gái. Dạ. Dễ thương. Nãy giờ nghe anh nói tưởng tượng ảnh sao? Dạ, chắc là một người rất là nam tính, bản lĩnh. Ừ, anh dễ thương lắm. Dân mà dân kỹ thuật á. Thành ra đôi khi ít nói nè, hơi khô khan chút xíu. Dạ không sao, khô khan thì em buộc lại được. Em không thích gia trưởng nữa. Anh thấy ổn đó. Được. Dễ thương lắm em. Ha. Hôm nay em có đi với người thân không em? Dạ có. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với lại cô, với bạn. Dạ chào cô. Cô có yêu cầu gì bên đàn trai không? Tại vì Thanh thì Thanh bên đạo Chúa, thì Thanh nói chung là cũng có một cái niềm tin của mình, thì Thanh cũng muốn rằng nếu như bạn trai bạn nam đây á thì chung một chí hướng thì điều đó là tốt đối với đại gia đình và con gái. Dạ theo con thì khi mà mình có tình yêu mình sẽ vượt qua được tất cả. Ừ, cô cũng mong như vậy, cũng mong là như thế. Rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em. Do ba mẹ cũng lớn tuổi nên không có đến được. Em là Khang, là em ruột của anh Hiển. Anh Hiển của em thì rất là hiền, chân thành. Khi mà yêu một người thì sẽ yêu hết mình, luôn chịu hết mực. Và đặc biệt là không bao giờ khiến cho người yêu mình buồn. Còn về chia sẻ về chị Trúc thì em thấy là chị rất là dễ thương, xinh xắn, tính tình rất tốt, rất là nhẹ nhàng, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Thì em thấy hai anh chị rất là hợp với nhau. Thì em hy vọng rằng hai anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ kéo màn lên, hai bạn gặp mặt nha. Kéo màn. Anh có quà tặng em. Dạ, em có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ có khoảng không gian riêng để các bạn trò chuyện. Mời các bạn. Em có hay đi du lịch không? Dạ có, nhưng mà em không có thích đi phượt. Nghĩa là em chỉ đi du lịch tour hoặc là đi với gia đình. Đi du lịch bằng xe buýt. Người ta không có thích đi Honda cho nên người ta không thích đi phượt cái Honda. Dạ em thấy lại đi phượt cũng nguy hiểm, với ba em cũng không có cho em đi. Anh cảm thấy em như thế nào? Nãy giờ nói chuyện thì anh thấy em là một người rất là dễ thương. Dạ. Chân thành. Rồi còn bên nay cổ tặng cái gì kìa đó, coi thử cái tay nghề cổ coi. Dạ. Wow. Rất dễ thương. Sao làm được em? Em mới làm có tối qua. Ồ hay quá nha, dễ thương nha. Được đó. Rồi em ở quận mấy em? Dạ quận 9. À anh ở bên Thủ Đức, hơi xa. Trời ơi. Xa quá hả? Thật ra thì nhà anh ở Thủ Đức, anh làm việc ở quận 9. Dạ. Anh công ty anh vậy gần xa, gần xa gì nữa. Thì em nói giỡn mà chị. Dạ. Vui. Nãy giờ mới thấy vui nè. Nếu mà gần nhau như vậy thì anh một tuần có thể mình gặp nhau khoảng 3 tới 4 lần em. Dạ đúng rồi. Em thích mình hẹn hò ở đâu trong lần gặp đầu tiên? Dạ em thì thoải mái là sao cũng được. Em không có khó khăn về cái vấn đề phải bắt bẻ người khác như sao đâu. Tính em không có thích bắt bẻ người khác. Quá dễ thương rồi, vậy là ngon lắm rồi đó. Cười, chấm chém rồi. Cô gái đó sao? Nãy giờ cảm nhận sao? Bạn gái rất là dễ thương, rất là ngoan và hiền. quá ngoan, quá hiền, quá dễ thương luôn. Dạ. Có trong cái suy nghĩ của em không? Dạ có ạ. Em thấy thích không? Dạ thích ạ. Vui vậy, vui vậy. Hy vọng là chúng ta có thể cho nhau cơ hội để cùng... Em hát bài nó tặng bạn gái đi. Dán lên anh hát. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắm lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những chiều êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Em gái đáp lại liền. Em cũng bị đau họng, nãy em định hát theo anh đó nhưng mà em hát không nổi. Được rồi, em chào. Hát bài riêng em đi được không? Em cũng chuẩn bị bài đó. Vậy đó, đâu mà trùng hợp vậy? Thiệt luôn hả? Bây giờ mình làm lại thử, hai người cố gắng hát xong ca thử coi được không? Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắm lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những chiều êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Bên sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Trời ơi, một sự trùng hợp. Đâu mà trùng hợp dữ vậy? Quá dễ thương. Rồi, bắt đầu, để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, nắm tay đi các bạn. Chúc mừng các bạn đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Nào. Đây. Rồi, mời anh ngồi ạ. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Rồi bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, chị Ngọc Lan. Em tên Lâm Múc Đẳng, năm nay 46 tuổi. Dạ, em làm kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ. Kinh doanh về gì em? Em mua bán hủ tiếu, mì vịt tiệm đồ. Dạ. À dạ. Bán ở đâu? Em bán ở Liên Lương á anh. Là hồng chung với những người bạn mở cái quán mì vịt tiệm ở Liên Lương. Rồi quê mình ở đâu hay là ở từ đó? Em ở Sài Gòn luôn. Ở Gò Vấp luôn. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào anh MC Quyền Linh và Trịnh Ngọc Lan cùng toàn thể khán giả có mặt ở chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thùy. Em sinh năm 1982. Hiện nay em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Dạ, mình đang sinh sống ở đâu vậy chị Thùy? Hiện tại bây giờ em đang sinh sống ở Đồng Nai. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì chia sẻ trong cái công việc chiến như hàng ngày, trong gia đình giữ con. Việc gì có thể làm được hết. Dạ. Em ưa giúp đỡ người khác khi người ta khó khăn cái gì đó, em ưa làm từ thiện. Rồi, tốt. Đi chùa, dạ. Còn cái điểm yếu của em thì có cái gì bức xúc là nói ra liền, chứ không để mà để cho ngậm ngùi để mà lâu nó bùng phát. Em nói ra liền là phải tự giải quyết liền. Dạ. Rồi. Dạ, cái điểm yếu của em đây. Mời nhà gái. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì hả chị? Em có ưu điểm mạnh của em là người nói chung là cũng chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc và cũng hòa đồng với bạn bè, vui vẻ và cũng có một tí hài hước. Điểm yếu thì nói chung là cũng đôi lúc là cũng có tính, có một tí cố chấp và cũng nóng nảy, và có một cái tật xấu là hay ngủ nướng mà ngủ rất là nhiều luôn đấy. Dạ. Với hai nữa là cũng thường xuyên xem phim, mà tật xấu xem phim là phim hay hoặc là phim trai đẹp là xem đến xuyên đêm luôn. Đó là coi những cái tật xấu, coi hết thì tôi coi bao giờ hết phim rồi. Không, đó là mình tận hưởng đó chị, không sao cả. Mai mốt kiếm người về coi chung còn vui nữa. Cũng mong thế. Dạ. Bên đây ta đi nấu nướng bán buôn hoàng về ta cũng muốn xem phim lắm á. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì mình cho bên nhà gái biết làm đường tình duyên mình sao nè em trai. Dạ, đường tình duyên em nó cũng lận đận anh. Lận đận. Dạ, em có hai đời. Hai đời vợ hả? Dạ, đời vợ trước thì có đứa con 5 tuổi thì bà xã không hay bị mất. Sau em cặp cái cô đó thì năm 2006 tới bây giờ luôn thì em thôi. Do là mâu thuẫn gia đình, hai cái quan điểm nó khác nhau. Rồi coi như không hợp nhau đi. Dạ không hợp. Mình có một đứa con đầu thôi. Dạ đứa con đầu con gái là 23 tuổi. Còn thằng Ngốc sau này là 15 tuổi. Nhưng mà không có đứa nào ở với em á. Đứa con gái thì nó có nhà ổn định riêng, nó ở riêng rồi. À. Còn thằng con trai thì nó ở với mẹ nó. Em vẫn chu cấp bình thường. Là em ở con mình với dạ, bà già thôi. Dạ. Rồi bên nhà gái đã nghe sơ sơ về lý lịch của chàng nhà trai rồi. Bây giờ nhà gái của mình đường tình duyên như thế nào mình nói cho nhà trai biết đi. Dạ đường tình duyên của em thì em trải qua một mối tình yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Thì hai vợ chồng nói chung là sống với nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ có mỗi cái là sống với nhau được khoảng 6 năm thì mình không ở với nhau 6 năm mà không có con á. Thế cho nên là mình cảm thấy là áp lực từ gia đình hai bên nó cũng nhiều. Với cả anh ấy lại là con trưởng con một nữa, cho nên là bắt buộc phải có cháu. Vì thế cho nên là mình chủ động chia tay với anh ấy để cho anh ấy là có thể là tự do và tìm một người mới, có thể là sinh con đẻ cái anh ấy được. Trời ơi. 2016 là bắt đầu chia tay ly thân và đến 2021 thì mới bắt đầu dẫn đến ly hôn. Thì anh ấy đây đã có gia đình và có con thì mình mới quyết định là ly hôn với anh ấy. Thì ly hôn xong thì sống từ đấy giờ là sống độc thân như thế, không quen biết ai. Với hai nữa là mình cũng làm việc trong cái môi trường gọi là ít tiếp xúc với cả con trai ấy. Cuộc sống kiểu nói chung là cảm giác nó kiểu cứ độc thân như thế cũng hơi buồn. Trời ơi, cô gái xinh đẹp thế này mà sống buồn quá nha. Thương quá. Sống một mình rất là buồn luôn. Bên đây cô gái rất là xinh luôn á nha. Dạ. Ở một mình đó. Bây giờ nè, em muốn tìm một người yêu thế nào, em diễn tả xem có thể giống cô này không? Em không cần đòi hỏi gì hết. Em chỉ cần cái người bạn đi cùng em. Vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Đơn giản vậy hả? Thôi, dạ. Rồi, hiểu em. Thật ra anh cũng đã trải qua hai đời vợ rồi. Đúng nên rồi. Bây giờ anh cũng đâu có mong cầu cái gì nữa. Nhưng mà giờ em gái nó quan trọng nè. Đúng rồi, khó đó. Em muốn tìm một người thế nào? Nói chung là em bây giờ muốn tìm một người là hiểu em, quan tâm em, quan tâm chiều chuộng hiểu em là cũng được rồi, còn những vấn đề khác em không để ý. Hiểu thì chắc em sẽ có kinh nghiệm để hiểu ha. Dạ. Quan tâm chắc có kinh nghiệm rồi. Dạ. Để quan tâm hiểu cô gái này thì cũng không khó đâu nha. Dạ. Cố gắng lên tùy theo em thôi. Không, bây giờ chị nói cụ thể đi. Là chị muốn có một cái người bạn trai ngoại hình như thế nào, cái hình mẫu lý tưởng như thế nào để em chạy qua bển em coi coi nó có giống không. Nói chung hình mẫu lý tưởng thì người phụ nữ nào cũng thích, nói chung là cao to, cao to đẹp trai. Có cao có to. Em chào anh. Đó. Dạ. Qua coi đi. Cao to chị ơi. Nhà trai tôi mặn mòi lắm à. Không trầm lắm. Trời ơi. Nấu dê dê chín, nấu bò bò tiêu đó. Còn bếp mà nấu ăn bán đồ ăn nữa mà. Rồi cái gì nữa không chị? Thích gì nữa? Một cái thích đấy là thích được người nấu cơm, nấu đồ ăn cho mình. Trời ơi, khỏi lo, bên đây nấu tới cái gì luôn. Ăn sáng ăn phở, chiều ăn mì vịt tiềm, ăn hoài luôn. Vậy đi, không lo gì hết. Rồi chị có điều gì không thích không? Có điều không thích là mong cái người con trai đấy đừng có gọi là đừng có gia trưởng rồi là bảo thủ cố chấp quá. Nói chung là nhường nhịn phụ nữ tí. Người con gái bên em nhẹ nhàng, dịu dàng lắm, hay lắm. Anh có gia trưởng không? Không, anh người Nam mà đâu. Dạ. Gia trưởng, anh sống hòa đồng mà. Dạ. Có thể giữ con gu con nữa. Được đó. Đó, bên ngon lành đã. Dạ. Bên đó hay lắm chị. Ơi bên đây cũng được lắm chị ơi. Chỉ cái số phận nó không được may mắn lắm thôi. Đúng rồi. Lần đận thôi. Có lẽ là không may mắn là đúng để rồi. Hai anh chị ngày hôm nay gặp nhau đó. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ em đi với cả em trai em và một cô bé đồng nghiệp làm cùng em mà. Có em trai luôn. Dạ rồi mình chào gia đình nhà gái ạ. Video mình ở đâu? Em trai em mặc áo trắng đang ngồi đấy ạ. Em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào anh. Em là em trai của chị Thùy. Thế em với chị Thùy, hồi nãy bảo là chị ở một mình nhưng cũng không đúng. Tại vì em là bạn trai thì em sống chung với chị. Là bây giờ không gian của em với chị là hai chị em cùng sống chung với nhau. Còn lúc mà anh chị tìm hiểu với nhau, hai cái em nhường không gian lại cho hai anh chị. Biết nhiều quá. Em thấy anh này được không? Em nhìn anh thì anh trải qua hai mối tình, hai đời vợ á, thì em nhìn anh là thứ nhất là chắc chắn về chuyện gia đình thì anh là ok rồi. là anh cảm thấy là anh, cái ngoại hình của anh thì em không quan trọng, tại vì anh cùng là một cái gu của em cũng là cái gu của em, là cũng là muốn làm đầu bếp ấy. Chị của em cũng có thể nấu ăn được ngon thì em thấy anh cũng là ok rồi. À, cùng muốn làm đầu bếp luôn được á, anh để em trai là kết hợp được á. Cảm ơn em. Rồi, nhà trai mình đi với ai vậy? Đi với hai gái, cháu gái. Dạ, dạ chào nhà trai. Trời ơi sao tôi liệu cái gì? Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và mọi người ở trường quay rồi. Con là cháu của cậu. Tên. À, cậu Đẳng. Dạ, thì hôm nay con đi với cậu để tham gia chương trình và nhận xét về bên nữ. Dạ. Rồi, vậy con thì con thấy cô này sao, nói cho cậu nghe đi. Thì con thấy cô là một người xinh đẹp, dịu dàng, với lại con thấy cô có một cái sự gì đó rất là nét toát lên một cái vẻ là rất là chăm lo cho gia đình. Nếu như mà hợp với cậu con đó, thì con nghĩ là hai người sẽ rất là đẹp. Yeah. Rồi, ok. Cảm ơn cô gái. Thôi. Mở rào. Bây giờ hai người bắt đầu trò chuyện đi nha, để xem sao. Tình tin của tôi đẹp đi. Rồi, bạn. Chào bạn. Anh có món quà này, tuy nó xấu nhưng mà trong lòng rất là đẹp. Dạ. Tại vì anh tặng cho em mực ong để uống để giữ gìn sức khỏe. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Nó hơi xấu xíu, mong em thông cảm. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Cảm ơn. Đây là em tặng anh cây may mắn và mong là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho anh ạ. Chắc nghĩa là anh lúc nào cũng giữ nó. Dạ. Khi anh ở bên em. Dạ. Rồi. Em nhận xét người đàn ông như thế nào thì mà tức nghĩa là đã đổ vỡ hai lần. Cái này em cũng khó nhận xét, tại vì nói thật anh là em cũng va vấp ít chứ cũng chưa được nhiều. Đó vì không biết nói sao nhỉ. Với hai nữa là em nhận xét một người đàn ông cũng rất là kém. Nhìn nhận với cả nhận xét cũng rất là kém, cho nên là về cái phương diện này em không biết nhận xét như thế nào luôn á. Tại vì nói chung là anh cũng không may mắn gì đường tình duyên. Dạ. Anh cũng muốn tìm một người phụ nữ nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Đôi lúc anh cũng sợ. Dạ. Thử ra anh mới hỏi em điều đó. Dạ. Dạ. Anh cũng cố gắng. Dạ. Em cũng giống anh thôi, tại vì là cùng hoàn cảnh nên mình hiểu được. Tại vì mình đã đổ vỡ một lần rồi thì mình sẽ cảm giác rất là sợ. Vì thế cho nên là mình cứ sống trong môi trường nó độc thân nó mãi anh như thế thì mình rất là sợ. Tại vì theo quan niệm của anh là anh có một cái quy tắc. Khi mà tức nghĩa là anh học hỏi từ người khác, đúc kết lại. Tức là trong cái mối quan hệ nếu mình sống chung với nhau á, mình có một cái nội quy riêng, tức nghĩa là có cho dù gây lộn cấp mấy, không bao giờ ra khỏi nhà trong lúc 11 giờ ở trong nhà, muốn nằm đâu nằm. Tức nghĩa là hai người đang giận nhau đúng không? Anh muốn nằm đâu nằm, nhưng mà đi đâu đi cũng phải 11 giờ về trong nhà, ngủ trong nhà. Chứ không bao giờ đi qua đêm hay kiếm cớ đi nhậu hay cái gì đó anh. Đó, cái đó là theo cái quan, tức là anh học hỏi từ kinh nghiệm người khác. Cái nội quy cho riêng của hai đứa mình. Đó là vậy. Không biết là em có thấy anh khó chịu hay không? Dạ không, tại vì con người em thì cũng ít khi tụ tập lắm, ít khi tụ tập bạn bè. Còn mà anh có một cái khúc mắc gì là anh nói thẳng ra, nói hết rồi thôi. Rồi ví dụ như là vui em cái bản tính đó mình cảm thấy không được, thôi em nên sửa. Nhưng mà trong cuộc sống có nhiều lúc nó phát sinh mình phải chấp nhận, em hiểu không? Phải chấp nhận, tại cái tuổi của anh bây giờ không phải còn nhỏ nữa. Mình phải chấp nhận. Rồi nếu mà đội hai đứa cùng nhau mà để mà chia sẻ trong cuộc sống để mà đi. Không biết nói, còn em thì không biết nói sao lắm. Bây giờ mình ngồi ghế đi, ngồi ghế còn nói chuyện lâu xíu. Bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, mình sống với nhau, đứa nào giận thì đứa nào sẽ làm lành, hay là ai xuống nước trước rồi như thế nào đó, tiền bạc ai giữ, rồi kinh tế rồi ai quyết định gì đó, mình bàn với nhau luôn đi, lớn hết rồi. Nào, quay qua mặt qua em trai đó. Kinh tế thì đối với anh á, thì vợ con anh là số 1, tức nghĩa là ưu tiên số 1, tức nghĩa là vợ người ta có gì con, vợ con phải có cái đó. Dạ. Còn vấn đề nói chung là sống với nhau mà có những cái cãi vã đó, bất đồng thì nhiều khi em chửi anh hay cái gì anh không nói, anh bỏ đi, anh đi chỗ khác, anh đi uống cà phê. Dạ. Em chửi cho đã xong đi bắt đầu anh về. Anh về xong rồi về chửi lại hả? Để khi nào vui thì anh mới nói chuyện gì lại với em. Chứ anh không cần nói gì hết á. Tại lúc giận ra mình nói mình không có hay được điều gì hết á. Tốt nhất là mình bỏ đi. Dạ. Dạ, anh vậy thôi. Em chỉ sợ cái giống như anh Quyền Linh vừa nói đó, anh bỏ đi xong tí nữa anh về anh chửi lại á. Không. Bỏ đi để cho em nguội xong rồi từ từ. Cái đó là phải giải quyết liền. Dạ. Anh nói mà đi đâu đi, trong vòng 11 giờ anh có mặt trong nhà, anh ngủ ở đâu anh ngủ, tại sao có mặt trong ở nhà không? Hai đứa không bao giờ đi qua đêm hay đi nhậu, với lại một phần là anh không biết nhậu. Dạ. Anh không hút thuốc luôn, kể cả nước ngọt anh về anh cũng không muốn nữa. Dạ. Đấy, em nói cũng chung không là thích người hút thuốc và cũng không thích người hay nhậu. Còn về phần cãi lộn thì nói chung là trước giờ nếu như mà hai vợ chồng có cãi lộn nhau ấy thì phần đa thường là em là người hay làm lành trước á. Tại vì em rất là ghét cái không khí nó trầm lặng ấy. Với cả là kiểu như là nói kiểu là gọi là cái chiến tranh lạnh ấy, em rất ghét cái chiến tranh lạnh đấy. Vì thế cho nên là mỗi lần cãi vã hay là với bạn bè, với đồng nghiệp hay là với ai cũng thế, là thường là em là người cứ hay nhường nhịn và em là người ấy lại trước, thì em làm lành trước. Em cũng dữ lắm nhưng mà cái dữ của em thì anh cứ bỏ đi thôi. Em nói gì nói, anh cứ bỏ đi, anh uống cà phê rồi xong cho em chửi cho đã đi rồi xong anh quay về thì thôi. Em không giữ được đâu anh. Em không giữ với người khác được đâu, có nghĩa là ít khi mà kiểu nổi giận hay là giận cho ai được lâu, nổi trong hết một ngày á, qua một ngày là ít lắm mà cũng không giận dữ được. Cái quan trọng là bây giờ mình bàn nhau cái chuyện con cái đi, mình chia sẻ với nhau, rồi mình chia công việc, sắp xếp tự chia công việc cho nhau, chứ anh không bao giờ là gia trưởng là bắt em phải làm cái đó hay cái đó không. Anh không bao giờ có điều đó. Con cái anh là công bằng. Anh nam cũng như nữ vậy, anh làm tất cả hết mọi việc của phụ nữ, có thể anh làm được. Thí dụ em đi làm thì anh ở nhà, còn em ở nhà thì anh đi làm vậy thôi. Dạ. Mọi chuyện đều quán xuyến hết. Dạ. Nói chung là về phần con cái ấy, thì em là người nghĩ cũng thoáng. Tại vì thứ nhất là trước đây thì em cái thời giai đoạn mà ở chung với nhau nó muộn con thì em mới là rất là cần, nhưng mà đến lúc là sau đấy là em ly hôn rồi và sống độc thân mãi đến thời điểm bây giờ, tự nhiên em không cảm thấy em nói bỏ quá, tự nhiên em cảm thấy em không muốn có con nữa ấy. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi, cho nên ví dụ như mà anh và em có đến được với nhau, chẳng hạn có đến được với nhau ấy, nhưng mà có thì về phần con cái em cũng không quan trọng. Dạ. Tức là em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn tìm hiểu em muốn cái gì đó thì em có cảm thấy nó có ràng buộc của cái gì đó không? Tại vì em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ, em sống tự do nó quen rồi, nhưng mà ví dụ như là anh yêu cầu một vấn đề gì đấy thì em phải xem cái vấn đề đấy xem là em có, ví dụ em có đáp ứng được không chẳng hạn hay như thế nào đó. Tại vì mình quen em cũng nói thật với anh là em em tự do nó quen rồi nên em cảm giác cuộc sống nó tự do tự tại ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi cũng mọi người cũng khuyên đấy là nên cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu thêm một lần nữa. Đấy, cho nên là em mới quyết định là đăng ký tham gia chương trình thì xem mình có cái may mắn đấy không. Tại vì cái số của em từ trước đến giờ là hình như là nó không may mắn về cái đường tình duyên với con cái hay sao á. Cho nên em rất sợ. Nhưng mà em cứ nên nghĩ không có đường nào bế tắc á. Chỉ chẳng qua là mình không chọn đúng con đường thôi. Dạ. Không có đường nào gọi là bế tắc á. Dạ. Anh lên bờ xuống ruộng nhưng anh vẫn đứng dậy tìm cho mình một lối đi khác. Vậy thôi chứ không có bao giờ mà gục ngã dưới cuộc sống đó. Dạ. Anh cũng còn mong em là anh sẽ mang lại những gì cho em cần thiết nhất trong cuộc sống. Rồi. Bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi. Mình cảm nhận như thế nào mình có thể hát tặng em gái một bài hay là làm cái gì đó? Không, bây giờ mình đổi đi, mình đừng ca hát nữa. Anh có tài gì ngoài ca hát không? Anh có tài lẻ gì không? Dạ tài lẻ hả? Coi bói đồ chẳng hạn, coi chỉ tay đồ có không? Tài dạ, mần dê mần heo rồi đó. Được không? Tài dạ, nấu ăn được không? Massage bấm huyệt coi bói biết, rồi biết. Đó anh biết bây không? Giờ thí dụ như em đang chóng mặt lúc đầu anh dạ, có thể xô bóp cho em đó. Trời ơi đó đó, mình thể hiện tài năng của mình liền. Nhào qua đi anh, nhào qua. Thí dụ đột quỵ á, bấm nhẹ nhẹ thôi nha. Khó gì tôi không chịu trách nhiệm nha. Tại gung quá. Rồi cái bài này là để trị liệu về gì anh? Chống độc quỵ thì chống. Dạ. À dạ. Hay là mình so bên mũi, mình so bên mũi với lại hai cái giái tay. Dạ. Mỗi buổi sáng trước khi đi ngủ em cho anh cái mật ong á, em pha cái ly nước ấm. Dạ. Với lại em gói mật ong vô, nếu mà em bỏ miếng chanh vô, mỗi buổi tối em đi ngủ, sáng em chỉ uống vậy. Nó lọc cái nhất là lọc cơ thể, cái hai là nó có oxy trong máu, nó bơm lên não, nó không có bị. Còn nếu cảm thấy mà mình suy nghĩ mà nó có ví dụ trong đầu mình nó quần quần, em cứ vuốt cho anh, vuốt trong đồng 5 phút chứ nhân chung mình ở đây nè, em bóng vô cho anh, rồi so hai cái lỗ tai tự nhiên người em nó sáng lại, mắt em nó sáng lại. Thôi mấy cái này mai mốt anh về anh làm cho chị luôn. Dạ. Anh có một bạn massage bấm huyệt hay lắm. Dạ. Mà có mấy cái món này cực hay nè, bấm huyệt, bấm cái phụ nữ bớt càm ràm. Bấm cái huyệt sao? Ông đó không ở đâu? Ông đó ở đâu? Tôi kêu công an bắt ông luôn, nhốt luôn. Đừng có cho xuất hiện ở trong cái xã hội này. Phụ nữ mà không cho nói thì làm sao mà chịu được hả mọi người? Mấy chị em có chịu được không? Không. Phải nói, phụ nữ là phải nói chuyện, phải càm ràm, phải cãi nhau, vậy mới vui. Có ba cái chỗ bấm huyệt. Phụ nữ nào mà khó khăn trong chuyện chi tiền đó, bấm cái nó chi thoải mái luôn. Phụ nữ mà ghen tuông bấm hết ghen luôn. Đó, ông đó thì cho ra được. Chứ còn cái ông mà bấm xong nghỉ nói thì nhốt ông luôn. Bấm hết càm ràm luôn đó. Có ai muốn người yêu mình có ba cái chuyện đó nhắn tôi nha, tôi nhờ bạn tôi bấm cho. Có ba huyệt, một huyệt là bấm hết càm ràm, huyệt thứ hai bấm cái chi tiền thoải mái, muốn lấy nhiều lấy, huyệt thứ ba bấm cái không có ghen. Xong đi qua bấm giùm má con đi chứ má con không có chi tiền. Chương trình xé em cái trang đó nha anh Linh, xé trang đó ha. Rồi ok. Bây giờ á mình cảm giác người đối diện sao rồi? Nãy giờ chưa nắm tay luôn đó. Cảm giác sao rồi? Dạ em thì không có gì đó, em dễ lắm. Không, tức là không. Anh... cái cảm giác về sự rung hồi hợp. Ừ. Hồi hợp nói anh... chung là từ hôm qua em ngủ không được. Nhưng mà khi anh gặp cô gái này anh có rung động hay không? Cũng hơi hồi hộp chút xíu, nói chuyện nó hơi rung rung đúng không? Không, cái đó là mình rung là vì mình lo lắng, chứ mình rung động là nó khác nha anh. Dạ, dạ. Ừ. Thật ra cô gái này đó rất là xinh nha. Dạ. Cô đã sống tự do và sống khép mình, tránh khỏi đàn ông nó xa lắm. Dạ. Rồi bởi vì em mới sợ điều đó đó. Nhưng nếu chúng ta chinh phục được, chúng ta biết quyệt bấm bấm cái hết bệnh liền. Anh bấm thẳng vô trái tim cho em. Quan trọng là biết bấm quyệt hay không thôi, chứ nãy bấm trên đầu thì cái ai bấm không được, thấy không? Quan trọng là bấm thế nào để con tim họ rung động và trở lại thế giới bình thường đó. Ví dụ chứ như cả chục năm nay đúng không em gái? Dạ cũng tầm 6 năm rồi. Đó thấy chưa, 6 năm rồi. Quên luôn chuyện đàn ông, quên luôn chuyện yêu đương, quên luôn chuyện phải gặp làm ai đó rồi. Ừ. Nói chung là quên tất cả, chỉ có xem phim thôi. Quan trọng là mình làm sao làm. Bây giờ quên xem phim đi, mình xem mình thôi. Đúng rồi, có thể được luôn. Bây giờ là bước tới thế nào đâu. Nào, đứng lên làm gái. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Rồi muốn làm gì làm, muốn nói gì nói đi. Dạ, cảm ơn chương trình. Hả? Dạ. Anh nói chuyện với chị đó. Nói gì nói đi. Muốn nói gì từ trái tim của mình. Nói gì làm sao mà đúng quyệt đạo, trái tim nó sẽ rung động trở lại. Anh cũng... không biết nói gì nên nói chung là anh sẽ cố gắng chinh phục được em. Dạ. Dạ. Hát. Hát một bài nào đó. Em hát nhạc buồn không ạ? Kệ. Miễn sao cái bản này còn lâu lắm rồi. Miễn sao có rung động là được, có cảm xúc là được. Không, bản em nè. Hát đừng, xong đừng có hát vài phút cuối là không được. Dạ. Dạ cũng không biết hát bạn. Rung là bắt đầu đúng có yêu rồi đó. Dạ. Cứ nhìn thẳng mắt nhau, cố gắng nhìn thẳng mắt nhau nào. Những giây phút này nó quan trọng lắm. Nếu biển không có sông, biển đâu còn dài khờ. Nếu đây không gió lòng, thì tóc em đâu có bồng bềnh. Hát chưa? Dạ, hát rồi đó. Hát rồi ạ. Em gái, hát dạ. Bài đi. Nói thật anh là em cũng biết hát nhưng mà lại em không thuộc. Em hát em toàn dựa theo điện thoại không à, dạ. Em không thuộc được bài gì hết á. Dạ, em... Bây giờ chị muốn hát bài nào em nhắc cho. Em thuộc bài nào anh mở điện thoại cho em, không mà anh chơi đổi bài rồi. Và cũng không biết bài, bây giờ không biết hát bài nào luôn. Tại vì toàn nhạc buồn không à. Bài nãy hay đó, bài nãy mà hát được là hay lắm á. Nếu biển không có sóng, biển thôi đừng dạt dào. Nếu chiều không hò hẹn, đúng không? Làm lại nào. Hát cao lên. Nếu biển không có sóng, biển đâu còn dài khờ. Nếu đây không gió lòng, thì tóc em đâu có bồng bềnh. Ngày chỉ sống hỡi em, ngày chỉ gió hỡi em. Sông có nói lên tình ta, sông nói lên tình ta. Một tình yêu thương rất đậm đà. Hát rồi nó hát tắt nữa. Dạ. Rồi. Thôi mời hai anh chị về chỗ đi. Về chỗ. À, thật ra ca hát nó cũng chỉ là một chút để chúng ta gọi là vui để đem cảm xúc ra nhau thôi, chứ cũng không quan trọng đâu. Quan trọng ta đứng gần để nhìn nhau, để được nói, để được gieo cảm xúc lại với nhau. Điều này hết sức quan trọng giây phút đầu tiên. Có rung, có hồi hộp, có căng thẳng là có tình yêu chớm nở rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quyết định bằng chính trái tim của mình. Các bạn thích và cảm nhận đây là người có thể mình cho cơ hội để bước xa hơn nữa. Mình bấm nút luôn. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm nút, để cơ hội để cho người khác. Nhưng khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nha. Nào, quay ra phía trước. Kiểm tra lại một lần nữa đi. Lắng lòng mình lại. Mình lớn rồi, mình suy nghĩ cho chín chắn và quyết định cho đúng lúc. Bấm hay không bấm tùy thuộc vào các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng chị, chúc mừng anh chị. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau nào. Nắm tay nhau đi. Anh chị đứng xích trên đây nè, cho nó đẹp nè. Xen tay vào nhau cho nó tình cảm nào. Tay nóng quá. Đã đến lúc chúng ta tìm lại hơi ấm cho nhau. Đã đến lúc chúng ta hãy lan tỏa tình yêu với nhau. Đã đến lúc hãy chăm sóc với nhau, quan tâm lẫn nhau, để cuộc đời nó đỡ lẻ loi. Em gái nha, mở cửa trái tim mình ra đi. Chắc chắn sẽ có người chăm sóc đó. Đừng bi quan trong cuộc sống này. Vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt. Nó không làm xáo trộn cuộc sống của chị đâu. Mà sẽ làm cho cuộc sống của chị nó vui hơn, thú vị hơn. Thú vị hơn. Và quan trọng là có người coi phim chung với chị. Hai người xem phim nó vui lắm. Còn bàn luận nữa chị. Rồi. Cảm giác giờ là sao nè? Run quá. Run hả? Bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên với người đối diện cho anh. Nhưng mà em chịu nể không? Người con gái này phải chinh phục được nha. Dạ. Giới cố gắng lên nha. Đồng Nai không xa đâu. Dạ. Kẹt lắm mình mướn mặt bằng ngay nhà chị, mình bán luôn nhà chị luôn. Hiểu không?